Ok, thầy xin chào tất cả các bạn và các em. Nay ta sẽ đi vào một cái phần mới của ôn thi tuyển sinh vào lớp 10, đó là tổng hợp cấu trúc viết lại câu của cái đề thi tuyển sinh vào lớp 10. Thì ở đây cái phần này thầy sẽ nói lại tổng hợp tất cả những cái phần cấu trúc của câu, những cái cấu trúc quan trọng của câu để chúng ta viết lại câu của phần tự luận thi vào lớp 10. Thì ở cái phần này nó bao gồm có 50 câu bài tập và tương ứng với 50 cái cấu trúc. Thầy sẽ nói lại toàn bộ. Trước khi mà thầy hướng dẫn làm bài tập thì thầy sẽ nói cái cấu trúc của những cái câu mà chúng ta sẽ làm. Thì bây giờ chúng ta đi vào câu số 1. Đối với câu số 1 thì chúng ta có một cái cấu trúc như thế này. Is Rồi, thầy chuyển sang phông chữ tiếng Anh chút nhé. Nó sẽ có cấu trúc là is này. Đi với either hoặc là has been cộng với thời gian cộng với since. Sau đó sẽ cộng với chủ ngữ cộng với last cộng với động từ ở dạng quá khứ đơn, hai có nghĩa là ký hiệu cột hai và ed. Thì cái cấu trúc này thì nó thường là nó sẽ được viết thành cái một cái cấu trúc khác, đó là the last time cộng với chủ ngữ cộng với động từ hai hoặc là đuôi ed cộng với was và cộng với time thời gian. Đấy. Như vậy cái cấu trúc dạng câu viết lại này người ta có thể viết xuôi hoặc viết ngược nhé. Người ta có thể cho câu trên viết thành câu dưới hoặc câu dưới viết thành câu trên. Đó. Thì ta nắm được cái cấu trúc thì chắc chắn là chúng ta sẽ viết đảo đi đảo lại được, không vấn đề gì. Thì bây giờ câu này nhá, người ta cho cái cấu trúc dưới đúng không? The last time này, I went to Ho Chi Minh City was 10 years ago. Như vậy câu này thầy sẽ viết lại là gì nhỉ? Thầy sẽ viết bắt đầu với cấu trúc là is này, is. Thì ở đây is thầy có thể dùng là is hoặc là has been. Và ở đây chúng ta sẽ dùng là tangier. Xin. Đó, ta đang viết cái cấu trúc tiếp hai đây. I last went to Hồ Chí Minh City. Lần cuối cùng tôi đến thành phố Hồ Chí Minh là cách đây 10 năm, thì đó đã là 10 năm từ khi tôi đến thành phố Hồ Chí Minh lần cuối cùng. Ok. Như vậy đây là cái câu mà thầy đã viết lại dựa vào cái cấu trúc này. Đấy, các bạn nắm cho thầy cái cấu trúc nhé. Cái thứ câu thứ hai thì ở đây người ta cho một cái tính từ đứng đầu thì nó đi theo cái cấu trúc nào, thì ở đây ta có một cái cấu trúc như thế này. Tính từ này, bắt đầu sẽ là tính từ cộng với s cộng với chủ ngữ cộng với to be và đằng sau nó là một mệnh đề. Để nó là một cái câu hoàn chỉnh có chủ ngữ, ngữ vân vân. Đấy, như vậy đây là cái cấu trúc này. Thì bây giờ từ cái cấu trúc này chúng ta sẽ viết thành cái câu là gì? He chủ ngữ đúng không? Was. Ok. Đấy, đến đây chúng ta sẽ viết cái mệnh đề đằng sau này nó không hề thay đổi nhé.
Cho nên ta lấy nguyên cái mệnh đề đằng sau này ta đưa nó xuống đây. Đấy, như vậy là cái câu này đã được hoàn thiện đúng theo cấu trúc này. Bạn nào mà không nhớ thì các bạn phải học thuộc cái thành cái cấu trúc này nhé. Câu tiếp theo. Người ta dùng cấu trúc là to. Và ở đây người ta chúng ta sẽ sử dụng lại một cái cấu trúc khác, đó là sử dụng cái cấu trúc là so hoặc là such. Cấu trúc này ta sẽ dùng với cấu bắt đầu bằng is thì ta nên dùng cấu trúc such. Và cái cấu trúc của nó như thế này. Is này cộng với to be cộng với such cộng với hoặc an cộng với tính từ cộng với một danh từ cộng với that và cộng với cái mệnh đề đi đằng sau. Quá đến nỗi mà. Cái câu này ta thử hay dịch như vậy. It was a such an expensive car that I can't impose. Đây là cái câu mà ta đã viết lại. Câu tiếp theo. Câu này là người ta viết từ cái dạng của quá khứ đơn và chúng ta chuyển về thì hiện tại hoàn thành, phủ định của thì hiện tại hoàn thành. It's the first time I've been to New York. Đó là cái lần đầu tiên mà tôi đến New York. Như vậy câu này ta sẽ viết là I haven't been to New York. Đây ta có thể dùng từ before. Tôi chưa bao giờ đến New York trước đó cả. Câu tiếp theo. Cái câu này là ta dùng sử dụng cái động từ accuse. Chúng ta có cái cấu trúc là accuse somebody cộng với cái đổ lỗi cho ai đó về việc gì. Như vậy câu này ta sẽ chuyển thành sao? Hùng nói với em gái, chị gái của cô ấy là bạn đã làm hỏng cái camera. Như vậy ở đây ta sẽ viết lại như sau. Câu này thứ nhất là chúng ta sử dụng cái dạng của cấu trúc accuse somebody of. Thứ hai chúng ta phải nhớ là nó chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp nhé. Thì chúng ta thay đổi cái tính từ chỗ này. Tính từ chỗ này thì cho nó phù hợp với cái chủ ngữ. Câu số 6. Chúng tôi không có kỳ nghỉ nào từ cái mùa hè năm đó, mùa hè năm nay. Như vậy đây người ta dùng cấu trúc it was a not. Như vậy thì ở đây chúng ta nhớ là chúng ta có một cái cấu trúc it was not until that cộng với một mệnh đề mãi cho đến khi. Chúng tôi không có bất kỳ kỳ nghỉ nào mãi cho tới cái mùa hè năm nay. Như vậy đây là it was not until this summer that we had
Không thì mãi cho đến khi. Câu này thực tế thì nó chính là cái dạng đảo cái trợ động từ của câu điều kiện loại 3, bỏ if và đảo trợ động từ lên. Như vậy câu này thì nó có cái công thức như thế này. Hết này. Cộng với chủ ngữ, cộng với có thể là nos và động từ phần thứ hai, và bên sau là một mệnh đề của câu điều kiện, mệnh đề của câu điều kiện. Thế thì bây giờ câu này chúng ta sẽ viết lại như sau. Và phía sau nó không thay đổi gì cho nên chúng ta lấy nguyên nó xuống. Đấy, như vậy nó vẫn là cái câu điều kiện, không có gì thay đổi hết. Câu tiếp theo. Lan is a pretty, but Mai is prettier. Lan thì xinh đẹp, dễ thương, xinh đẹp, nhưng mà Mai thì lại xinh đẹp hơn. Như vậy ở cái câu này thì chúng ta sẽ viết lại như sau. Chúng ta có một cái cấu trúc của nó như thế này. Là câu số 8. Chủ ngữ này, cộng với to be, cộng với the. Ở đây có thể là có cái từ most nếu như nó tính là tính từ dài, cộng với tính từ và cộng với cái cấu trúc là aperture. Với danh từ. Ok. Đây là cái cấu trúc. Chuyển cái dạng câu này sang. Ta lưu ý là ở đây là cái dạng của so sánh hơn nhé. My is the prettier. Nó tính từ ngắn cho nên ta dùng cấu trúc này. Up the true. Ở đây nếu có thể thì ta có thể dùng từ girls câu tiếp theo. This is the best film I've ever seen. Đây là bộ phim hay nhất mà tôi đã từng xem. Như vậy I have never. I have never seen. Câu này chúng ta sẽ có thể viết ở dạng như thế này. I have never seen such a good film. Ok. Cấu trúc tiếp theo. Cấu trúc này thực ra cấu trúc người ta dùng cấu trúc CA thôi, không có vấn đề gì. My school has over 800 student. Như vậy ra over 800 student in my school. Có hơn 800 học sinh trong trường của tôi. Cấu trúc này thì thực tế nó là cái câu bị động của động từ tường thuật. Thì câu bị động của động từ tường thuật thì nó có cái cấu trúc như thế này. Chủ ngữ 1 cộng động từ 1 cộng với that cộng với chủ ngữ 2 cộng với động từ 2. Đấy, đến đây. Thế thì cái câu này ở đây là người ta đang lấy cái chủ ngữ 2 lên làm chủ ngữ, thì ta sẽ lấy cái chủ ngữ 2 này cộng với to be cộng với động từ 1 ở dạng phân từ 2
Sau khi để ở đến đây thì nó sẽ xảy ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là to verb 2 và trường hợp thứ hai là to have. Cộng với động từ 2, dạng phân từ 2. Thế thì cái trường hợp thứ nhất là to verb 2, khi cái động từ đứng đằng sau chủ ngữ 2 ở câu chủ động nó ở các thể hiện tại, và to have cộng với động từ phân từ 2 khi cái động từ này nó ở cái dạng quá khứ. Thế thì câu này áp dụng công thức ta sẽ viết lại như sau. Cái to be của câu này thì nó phụ thuộc vào cái động từ 1 này, cho nên ở động từ 1 chỗ này, động từ 1 là hiện tại, cho nên ở đây cái từ này ta sẽ chia là is a says. Cái này là quá khứ, chúng ta chia là to have a caress. Into the mountain. Ok. Cái máy bay thì được cho rằng đã đâm vào bọc núi. Câu tiếp theo. Câu số 12. Câu số 12 thì ở đây thực tế là nó chỉ có vướng cái cấu trúc ở chỗ này này. Well, with so as a tool nha. Đây người ta dùng cấu trúc so as a tool này. Ta gạch chân cái cấu trúc này cho thầy này. Thì đây người ta sẽ chuyển một cái cấu trúc mới. Đó là cái cụm từ này. With a view. With cộng với verbing. Đó. Ta nhớ cho thầy cái cấu trúc này để chúng ta làm cho nó thuận tiện. Cái cấu trúc này là with a view to nhé. With a view to. Đấy. Như vậy là nó thay thế cho một cái cụm từ chỉ mục đích khác thôi. Như vậy thì with a view to communicating with foreigner. Cậu ta cố gắng đi học tiếng Anh tốt để giao tiếp với những người nước ngoài. Câu tiếp theo. I started teaching English 3 years ago. Thì câu này ta sẽ viết lại với ở thể hiện tại hoàn thành là I have been teaching English for 3 years. Tôi đã dạy tiếng Anh được 3 năm. Không ai trong lớp thông minh như là Lan. Như vậy thì Lan là người thông minh nhất. Ta chuyển sang dạng so sánh hơn nhất. Lan is the most intelligent. Student. In my class. Lan là người là học sinh thông minh nhất trong lớp của tôi. Đấy, ta chuyển sang cái dạng so sánh hơn nhất với tính từ dài. Đây, ta lại gặp một cái cấu trúc với cái từ so. Như vậy thì cái cấu trúc này nó sẽ có công thức như sau. Chủ ngữ cộng với to be cộng với so cộng với tính từ cộng với that và cộng với một mệnh đề. Quá đến nỗi mà cái bài tập quá khó và tôi không thể làm được. Như vậy là ta sẽ viết lại là so difficult that we couldn't
của thần trụ. Ok, câu số 16 và 17 thì chúng ta sẽ làm vào cái phần khác. Như vậy ở đây chúng ta nắm bắt cho thầy 15 câu đầu tiên. Đấy, thì chúng ta theo dõi vào những cái cấu trúc của nó, bám sát vào những cái cấu trúc để chúng ta biết. Ok, xin cảm ơn tất cả các bạn và các em.